bạn vô ba với trái tim nhiệt tình, góp sương rừng xây con đường. Năm 1975, việc xây dựng khách sạn Thắng Lợi đi vào giai đoạn cuối cùng. Gồm 156 phòng, đây là khách sạn có quy mô lớn nhất miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ. Để xây dựng khách sạn này, phía Cuba đã cử đoàn kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, bao gồm cả 20 phụ nữ sang Việt Nam. Còn phía Việt Nam có khoảng 100 người tham gia xây dựng. Sí, en aquella época, en todos los años de la guerra, ở Cuba lúc đó dấy lên phong trào ủng hộ Việt Nam rất sôi nổi. Ai ai cũng muốn đóng góp sức mình. Trong suốt những năm tháng chiến tranh thời kỳ đó, Cuba đã đưa phong trào ủng hộ Việt Nam đi vào đời sống của nhân dân. Ví dụ như hồi đó tôi còn nhớ là ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, chúng tôi gắn liền các phong trào sản xuất, các hoạt động phát triển đất nước với Việt Nam. Chúng tôi có nhiều khẩu hiệu, ví dụ như từ cánh đồng Cuba chúng tôi chào mừng Việt Nam anh hùng. Và với khẩu hiệu đó, chúng tôi ra các cánh đồng để làm việc. Tôi cho rằng những người Cuba, đàn ông cũng như phụ nữ, đã sang Việt Nam làm việc với nhân dân Việt Nam, thì với họ, đó là một vinh dự to lớn. Ở Hà Nội lúc bấy giờ có 5 khách sạn, nhưng tất cả đều được xây dựng từ những năm 1910 đến năm 1920 vào thời kỳ Pháp thuộc. Đây đều là những khách sạn tương đối ít phòng, rất khó để chúng ta tổ chức các sự kiện quốc tế. Bởi vậy, khách sạn Thắng Lợi được gấp rút hoàn thành với mong muốn sẽ có thể đón tiếp được các đoàn khách nước ngoài đến thăm Việt Nam nhân dịp lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo thiết kế, toàn bộ khách sạn được lắp điều hòa nhiệt độ. Ở khu vực trung tâm có đặt bể bơi, bên cạnh có bưu điện. Để xây dựng nên khách sạn này, phía Cuba trực tiếp lo từng thiết bị nội thất, không ít được mua từ Nhật Bản và chở sang Việt Nam. Nhân dân Cuba quyên góp các vật dụng gửi sang Việt Nam. Tôi cho rằng ngoài những ủng hộ về mặt vật chất, thì điều đáng quý ở đây đó là tình cảm của nhân dân Cuba sẵn sàng làm mọi thứ vì Việt Nam. Điều này được thể hiện qua câu nói của đồng chí Fidel, đó là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Ngày nay, thủ đô Hà Nội phát triển tươi đẹp hơn, có nhiều khách sạn hơn, nhưng bất kỳ ai khi nhìn vào khách sạn Thắng Lợi đều thấy được giá trị quý báu về mặt tinh thần và biểu tượng của tình cảm hai dân tộc. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba trong chiến tranh có thể xem là sự gắn kết tự nhiên giữa những dân tộc xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc, là biểu hiện tiêu biểu của chủ nghĩa quốc tế cách mạng thời bấy giờ. Nhưng mối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba còn là biểu hiện sinh động nhất của tình hữu nghị thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc. Như lời Chủ tịch Fidel từng tuyên bố sau năm 1975, nếu trước đây Cuba đã sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, thì ngày nay chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi để giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước.